Truyền hình Việt Nam mà đại diện là ban sản xuất các chương trình thể thao đã rất tích cực phối hợp với tỉnh Quảng Nam để hoàn tất những công tác chuẩn bị cho quá trình diễn ra giải đấu một cách chu đáo nhất. Và ngày hôm nay thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cùng với lại ban tổ chức giải cũng đã tổ chức một buổi tiệc để đón các đội tuyển có mặt tại Việt Nam. Và một buổi lễ đã diễn ra với những tình cảm rất đong đầy, ấm áp và mang đến rất nhiều những kỷ niệm khó phai cho các cô gái đến từ các đội tuyển khách tham dự giải đấu năm nay. Buổi tiệc chào mừng được ban tổ chức địa phương tổ chức trang trọng và chu đáo, cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đơn vị chủ nhà dành cho 7 đội bóng tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Ban tổ chức mong muốn thông qua buổi tiệc giúp cho các vận động viên có thêm cơ hội giao lưu và gặp gỡ trước khi bước vào những ngày tranh tài sôi nổi sắp tới. Tại buổi tiệc, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao tặng những món quà ý nghĩa cho 7 đội bóng tham dự giải. Tôi cảm thấy rất vui và phấn khích khi thấy ai ai cũng vui vẻ trong buổi tiệc này. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam tham dự giải và tôi thấy rất ấn tượng với sự tổ chức tuyệt vời của các bạn. Cũng trong buổi gặp mặt, 7 đội bóng tham dự đã thể hiện những màn biểu diễn hết sức ấn tượng. Đó là những ca khúc, những giai điệu tươi vui cùng những tiết mục biểu diễn nghệ thuật ấn tượng của tuổi trẻ, mang đến bầu không khí rất sôi động trước ngày tranh tài. Tôi rất ấn tượng với sự nồng nhiệt của ban tổ chức trong buổi tối ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ ở đây đều rất tuyệt. Tôi cảm thấy rất hài lòng. Đây là lần thứ 3 tôi đến Việt Nam tham dự giải và lần nào đến đây cũng để lại cho tôi những kỷ niệm đẹp. Tôi mong sẽ có nhiều dịp sang Việt Nam tham dự giải thêm trong những thời gian tới. Không khí của buổi tiệc hôm nay rất vui vẻ và thú vị. Chúng tôi cảm thấy rất thích thú. Xin cảm ơn ban tổ chức rất nhiều vì luôn quan tâm rất kỹ lưỡng và chu đáo đến chúng tôi. Buổi tiệc đã mang đến sự hứng khởi hiện rõ trên gương mặt của các vận động viên tham dự giải. Chiều và tối ngày 3 tháng 9, các vận động viên sẽ cùng nhau bước vào tranh tài tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 ở nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam. Thưa quý vị,